Đây là chiếc Samsung Galaxy Note 2022. Không, đây là chiếc Galaxy S22 Ultra, flagship mới nhất của nhà Samsung. Và chiếc Galaxy S22 Ultra nó có những gì khác biệt so với lại Note 20 Ultra hay là S21 Ultra? Thì mời các bạn cùng xem hết video này, mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình khi mà mình cầm trên tay chiếc Galaxy S22 Ultra để xem thử nó có những nâng cấp giá trị nào nhé. So với dòng S thì S22 Ultra lột xác hoàn toàn. Còn so với dòng Note thì Galaxy S22 Ultra không có quá nhiều thay đổi ở mặt trước so với chiếc Note 20 Ultra. Cụ thể thì mặt trước của máy vẫn sử dụng một cái thiết kế cong hai cạnh bên, và kích thước màn hình của máy sẽ là 6.8 inch, độ phân giải là 2K+, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, kính cường lực Gorilla Glass Victus, và tần số quét của màn hình này là 120Hz. Và đây, chiếc máy này là chiếc máy có màn hình sáng nhất của Samsung với độ sáng lên tới 1750 nits, cao hơn 1500 nits trên chiếc S21 Ultra. Và cái điểm thay đổi lớn nhất của chiếc S22 Ultra nó nằm ở mặt sau chứ không phải là mặt trước. Khi mà mặt sau của chiếc S22 Ultra nó trông có vẻ đơn giản hơn, các ống kính chỉ đơn thuần là ốp thẳng vào các mặt cắt sẵn ở phần mặt lưng. Kiểu thiết kế này các bạn có thấy quen không? Trước đó Samsung họ đã từng ứng dụng thử trên chiếc Galaxy A32 một cái kiểu thiết kế cũng na ná như thế này. Thì các bạn thích cái kiểu thiết kế nào hơn? Cá nhân mình thì mình vẫn thích đâu đó cái kiểu hơi cụm camera này trên chiếc Galaxy S21 Ultra. Bởi vì cái kiểu thiết kế này thì trông nó hơi ngầu. Kiểu thiết kế kia vẫn đẹp nhưng mà mình thì kiểu thích kiểu ngầu ngầu một xíu. Còn các bạn thì các bạn thích kiểu nào có thể comment ở bên dưới nha. Nhưng mà nhìn lại một xíu thì nếu mà cái cụm camera mà đem lên kiểu thiết kế hơi vuông vức của chiếc S22 Ultra này thì mình thấy có vẻ thô hơn. Và Samsung họ chắc cũng là tính tới điều đó và cảm nhận của mỗi người đó nhé. Về thông số camera thì S22 Ultra vẫn không thay đổi nhiều thông số so với S21 Ultra. Sự thay đổi sẽ nằm ở bên trong. Cụ thể thì chiếc S22 Ultra hỗ trợ chống rung OIS với không gian mở rộng hơn 58%. Theo lý thuyết thì nó sẽ hỗ trợ chống rung quay chụp tốt hơn thế hệ trước. Và cụ thể thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn khi mà mình cầm máy lâu hơn ở trong mục camera nhé. Và chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra sẽ sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 1 trên tiến trình 4nm với tăng cường mạnh mẽ về AI, hỗ trợ nhiều hơn cho chụp ảnh đêm. Và với Galaxy S22 Ultra lần này, Samsung họ cũng tự tin tập trung vào chụp ảnh đêm và họ gọi nó là Nightography. Và thêm nữa là S22 Ultra sẽ hỗ trợ thêm cái chế độ ban đêm khi mà các bạn chuyển qua chế độ chụp chân dung. Và với chế độ chuyên nghiệp thì S22 Ultra cho phép mình chụp ở chế độ này cho cả 3 ống kính, bao gồm là góc siêu rộng, này, góc thường. Góc tele thì có cả tele 3X và tele 10X đều có thể chỉnh tay được. Và thay vì chỉ 2 ống kính giống như trên chiếc S21 Ultra trước đây. Và camera macro của S22 Ultra sẽ tích hợp vào camera góc siêu rộng. Mọi người có thể chuyển qua góc siêu rộng rồi đưa lại cận cảnh, hoặc đơn giản là chỉ cần ở camera chính các bạn đưa cận lại thì Samsung cũng sẽ tự động nhận biết chủ thể và nó sẽ tự động chuyển qua. Nó mượt mà đến nỗi mà mọi người sẽ không thể để ý cái điều đó nó đang xảy ra. Và ngoài ra nữa thì các bạn cũng có thể dễ dàng kiểm soát cái điều này bằng một cái nút bật tắt camera macro ở cái giao diện camera chính. Và chiếc S22 Ultra này tích hợp cả S Pen. Và cái nâng cấp lớn nhất của chiếc S Pen so với Note 20 Ultra đó chính là độ trễ, nó chỉ còn là 2.8mm thay vì 9mm như trước. Đồng nghĩa với là gần như chúng ta không có độ trễ nào khi mà các bạn viết hay vẽ bút S Pen trên S22 Ultra cả. Và những cái tính năng cao cấp của bút S Pen như là cử chỉ không chạm, này, mở chuyển camera, chụp hình từ xa đều có trang bị trên bút S Pen này cả. Samsung Galaxy S22 Ultra sẽ vẫn giữ cái viên pin là 5000mAh, nhưng mà sạc nhanh 45W đã được đem trở lại. Và Samsung tự tin nói rằng đây là cái bản Ultra pin lâu nhất trước giờ. Một phần là vì con chip, và Samsung cũng đã tự tin vào điều này. Và điều này mình sẽ kiểm chứng kỹ hơn ở cái bài đánh giá pin, các bạn cùng xem nhé. Với mình thì chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra là một chiếc máy kiểu mới, nhưng mà thật ra nó quen. Nó quen bởi vì nó mang form dáng của dòng Note. Và mình nghĩ là các bạn mà các bạn yêu thích dòng Note, chắc chắn các bạn sẽ cực kỳ thích cái chiếc S22 Ultra này. Thì với chiếc Galaxy S22 Ultra này thì Samsung họ đã nâng cấp và trải nghiệm cho mình thêm những cái trải nghiệm mới khi mà sử dụng camera của chiếc máy này. Những điều mà trước đây trên S21 Ultra mình sử dụng thì mình cần nó có thêm nữa thì S22 Ultra đã giải quyết được điều đó. Và các bạn cảm thấy như thế nào về thiết kế, về tính năng, về những thứ mà Samsung đem lại cho chiếc Galaxy S22 Ultra? Các bạn có thể để comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video chia sẻ này của mình. Nếu như cái video hữu ích thì các bạn đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop để tụi mình có động lực làm nhiều video hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.